tình nguyện ngày 6 tháng 2. Hãy đến cùng ta và nghỉ ngơi. Ta luôn sẵn sàng ban phước và bồi bổ cho con. Hãy nhận lãnh ta trong từng hơi thở. Con đường trước mặt con rất dốc. Con hãy đi chậm lại và nắm chặt lấy tay ta. Ta đang dạy con một bài học rất khó mà con chỉ có thể nhận được thông qua nghịch cảnh. Hãy giơ cao đôi bàn tay của đức tin để nhận lãnh món quà, sự hiện diện quý báu của ta. Ánh sáng, sự sống, niềm vui và sự bình an sẽ tuôn chảy tràn trề trong con thông qua món quà này. Khi con cố gắng giành lấy những thứ khác, con sẽ không tập trung vào ta nữa. Khi con vươn tay ra để giành lấy đám tro tàn vô tri vô giác của trần thế, con sẽ đánh rơi món quà của ta. Hãy quay trở lại với ta, hãy một lần nữa nhận lấy sự hiện diện của ta. Trong Matthew đoạn 11 từ câu 28 đến câu 29 có chép rằng: Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Timôthê nhất đoạn 2 câu 8 cũng có chép rằng: Vậy tôi muốn những người đàn ông khắp mọi nơi đều đưa tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện, không giận dữ và cãi cọ. Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng được sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa.